Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Singapore Hàng Nhật Âu. Các bác vừa nghe tiếng chuông của phiên bản đồng hồ đặc biệt mang thương hiệu Senco Emblem. Đây cũng là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất trong hãng Senco. Với thiết kế toàn thân đá cẩm thạch, bề thế nặng gần 20kg, 6 trụ cột chắc chắn, chúng ta không khó có thể nhìn thấy trọn vẹn các đường vân đá tự nhiên trên chiếc đồng hồ. Mặt số hoa mã nổi phay mạ vàng, hai kim đề co, hoa văn điệu đà, tinh tế. Đồng hồ chơi hai bản nhạc Badminton và Whittington, không khác gì tiếng trung cơ. Có thể điều chỉnh âm lượng, cài đặt thời gian, điểm chuông 15 phút điểm một lần hoặc 1 tiếng điểm chuông một lần theo ý mình thích. Thời gian phát nhạc vào ban ngày và ban đêm tùy theo ý mình chọn. Rất là hay. Đây cũng là chiếc đồng hồ hiếm có trên thị trường mà không phải ai cũng có thể săn được. Giá xuất xưởng của nó cực kỳ cao. Vì vậy, bác nào quan tâm thì có thể liên hệ qua fanpage Sơn Japan Hàng Nhật Âu hoặc Sơn Đồ Xưa hay website hangjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.